Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhà khoa học chính trị Kiev Konstantin Bondarenko cho biết trên kênh YouTube Politeka rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cảnh báo Ukraine rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ có thể chấm dứt nếu lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được kết quả rõ ràng trong tương lai gần. Chuyên gia tin tưởng nếu chúng ta nói về ông Lloyd Austin và Mỹ thì giờ đây họ đang hướng về phía lãnh đạo Ukraine. Họ đang ngầm gửi một tín hiệu, các bạn thực sự có vài tuần để thể hiện ít nhất một số hiệu quả nào đó. Nếu hiệu quả này không tồn tại, nếu Ukraine tiếp tục chịu hết thất bại này đến thất bại khác, nếu phải rút lui xa hơn thì không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của Mỹ mà phải đưa ra quyết định liên quan trong quá trình đàm phán. Theo ông Bondarenko, đây là một quyết định đau đớn và không phổ biến đối với Kiev. Ngoài ra, các cuộc đàm phán và chấm dứt xung đột sẽ tước bỏ quyền lực của Tổng thống Zelensky và một bộ phận đáng kể giới tinh hoa Ukraine bị giật khỏi nguồn lợi thu được từ cuộc xung đột. Trước đó, trong cuộc họp lần thứ 22 của nhóm liên lạc về phòng thủ Ukraine, ông Austin đã gọi những tuần và tháng sắp tới là quyết định đối với Kiev. Trong khi đó, về phần mình, trả lời phỏng vấn trang tin PBS, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận nếu không có sự viện trợ của Mỹ, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông nhấn mạnh hỏa lực của Nga áp đảo Ukraine. Nhà lãnh đạo nói hiện nay tỷ lệ đạn pháo của chúng ta so với Nga là 1-10. Liệu chúng ta có thể giữ vững lực lượng? Không, cho dù kịch bản nào, thống kê này cho thấy họ sẽ đẩy lùi chúng ta mỗi ngày. Để bảo vệ 100% những gì chúng ta kiểm soát, chúng ta cần đưa tỷ lệ hỏa lực từ 1-10 thành 10-10. Ông cũng nói rằng lực lượng Nga không giới hạn về số người và lượng đạn pháo. Ukraine đang thiếu đạn dược và vũ khí phòng không nghiêm trọng sau 3 năm xung đột với Nga. Các hạ tầng quan trọng của Ukraine do vậy trở nên dễ tổn thương trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Trong bối cảnh đó, Kiev đề nghị các đồng minh, đối tác phương Tây nhanh chóng đẩy mạnh viện trợ, đặc biệt là những tổ hợp phòng không hiện đại. Theo BBC của Anh, Ukraine đã phải chiến đấu với tình trạng tham nhũng tràn lan kể từ năm 1991 và các quan chức chính phủ nhận định rằng cuộc đấu tranh với tệ nạn này là chìa khóa để giành chiến thắng trong xung đột với Nga. Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI xếp Ukraine ở mức cao nhất trong chỉ số cảm nhận tham nhũng kể từ năm 2006. Hiện Ukraine hạ xuống vị trí thứ 104 trong 180 quốc gia thuộc bảng xếp hạng. Ông Andriy Borovik, giám đốc điều hành của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ukraine, đánh giá với đài BBC của Anh, hầu hết các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đang cho kết quả khá tốt. Theo ông, một trong những ví dụ là vụ bắt giữ nhân vật đứng đầu tòa án tối cao Vsevolod Knyazev với tội danh hối lộ vào tháng 5 năm 2023. Ngoài ra còn có các vụ bắt giữ nhân vật cấp cao khác, bao gồm Bộ trưởng Nông nghiệp Mykola Shosky và sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine SBU Artem Shilo. Cả ba đều phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã được tại ngoại. Các cuộc điều tra đang diễn ra. Cột mốc quan trọng xuất hiện vào năm 2015 khi một nền tảng kỹ thuật số có tên ProZorro giúp giảm thiểu tham nhũng trong mua sắm của chính phủ, tiết kiệm cho Ukraine gần 6 tỷ đô la Mỹ tiền công chỉ trong 4 năm. Ông Borovik cho biết, nhiệm vụ của Ukraine hiện nay là tập trung vào việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong dịch vụ thuế và hải quan, cũng như cải thiện giám sát tài chính. Ông bổ sung, phương Tây rót rất nhiều tiền vào Ukraine và tất nhiên họ tự hỏi liệu Kiev có kiểm soát phù hợp đối với số tiền này hay không. Trong những năm gần đây, tham nhũng đã cản trở dòng viện trợ nước ngoài đến Ukraine. Ông Donald Trump trong thời gian giữ chức Tổng thống Mỹ từng viện dẫn lo ngại về tham nhũng khi chỉ hoãn viện trợ cho Ukraine. Tham nhũng cũng là trở ngại lớn cho việc tuyển mộ thêm nam giới tòng quân. Năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải tất cả các quan chức khu vực phụ trách chế độ quân dịch vì lo ngại hối lộ. Hàng nghìn người Ukraine đã hối lộ để rời khỏi đất nước, tránh phải trực tiếp tham gia xung đột. Ông Dmytro Kamikov, người đứng đầu bộ phận chính sách chống tham nhũng tại Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine, đánh giá hối lộ gần như đã bị xóa bỏ ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ví dụ như các dịch vụ cấp hộ chiếu, giấy phép. Tuy nhiên, ông Kamikov thừa nhận rằng chính phủ chưa đạt được nhiều thành công trong xóa bỏ tham nhũng tài nguyên thiên nhiên như khai thác mỏ, lâm nghiệp, quản lý độc quyền và trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Các nhà vận động đồng ý rằng chính phủ Ukraine đã tích cực hơn nhiều trong việc chống tham nhũng. Các chuyên gia cho rằng chính phủ Ukraine cần quyết liệt hơn nữa trong chống tham nhũng. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời gian xảy ra chiến sự. Ông Nikolov đánh giá, do đó, chống tham nhũng là vấn đề sống còn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới New Caledonia, lãnh thổ thuộc Pháp ở Thái Bình Dương, nơi vừa trải qua nhiều ngày bạo loạn mà nguyên nhân là mâu thuẫn giữa người Pháp và người bản địa muốn độc lập. Ông Macron quyết định thực hiện chuyến đi khứ hồi xa hơn 33.000 km tới quần đảo nằm ở phía đông nước Úc. 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 hiến binh và hàng trăm người khác bị thương ở New Caledonia trong đợt cướp bóc và đốt phá vừa qua, đặt ra những câu hỏi mới về cách Tổng thống Macron xử lý di sản thuộc địa của Pháp. Đợt bạo loạn lần này nổ ra từ ngày 13 tháng 5, khi cơ quan lập pháp ở Paris tranh luận về việc sửa đổi hiến pháp để thay đổi quy định về bầu cử ở New Caledonia. Những người phản đối lo ngại thay đổi này sẽ có lợi cho các chính trị gia thân Pháp ở New Caledonia và tiếp tục đẩy người Kanak ra ngoài lề sau nhiều năm bị phân biệt đối xử. Đây là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất ở New Caledonia kể từ những năm 1980, khi Paris áp đặt các biện pháp khẩn cấp ở hòn đảo trở thành thuộc địa của Pháp tới năm 1853, dưới thời hoàng đế Napoleon III. Trước đó, Cao ủy Pháp tại New Caledonia thông báo 1.000 cảnh sát Pháp đã đến vùng lãnh thổ để ứng phó tình trạng bất ổn. Thêm rằng, lực lượng hiến binh đã tháo dỡ tổng cộng 76 chốt chặn đường. Cơ quan này cho biết, các đường phố tại đây hiện tương đối tĩnh lặng, dù người biểu tình vẫn đang chặn một số con đường và sân bay quốc tế Tontuna tại quần đảo vẫn chưa hoạt động trở lại, khiến nhiều du khách mắc kẹt. Tổ điều phối hành động thực địa CCAT, nhóm hoạt động đứng sau các cuộc biểu tình tại New Caledonia trong tuần qua, tuyên bố sẽ tiếp tục chặn đường, song kêu gọi những người tham gia tiến hành một cách hòa bình. Bên cạnh đó, chính quyền quần đảo New Caledonia cho biết tình hình bạo loạn vẫn khó lường, dù chính phủ đã tăng cường số lượng lớn thiết bị và lực lượng an ninh với hơn 2.700 cảnh sát và hiến binh. Các tuyến giao thông dẫn đến nơi lực lượng nổi dậy trú ẩn, nhất là ở phía Bắc, vẫn bị phong tỏa bởi gần chục hàng rào chứa ngại vật. Theo ước tính, số lượng tham gia bạo loạn vào khoảng từ 3.000 đến 5.000 người. Người dân Numia đã phải thực hiện các biện pháp tự vệ bằng cách dựng rào chắn, chứa ngại vật trước nhà và xung quanh khu phố sinh sống kể từ sau 18 giờ. Sân bay Numia tạm thời vẫn bị đình chỉ khai thác các chuyến bay thương mại cho đến sáng ngày 23 tháng 5 để ưu tiên vận chuyển lương thực và các thiết bị thiết yếu, phục vụ đời sống người dân trên đảo. Các biện pháp an ninh như cấm tụ tập, vận chuyển vũ khí, bán đồ uống có cồn hay thực hiện lệnh giới nghiêm đã được ban bố cho đến khi lệnh tình trạng khẩn cấp kết thúc. Theo đó, các đảng phái chính trị đối lập tại Pháp, từ lực lượng cánh tả cho đến cực hữu, liên tục kêu gọi hoãn thông qua cải cách hiến pháp về sửa đổi quy chế đối với quần đảo New Caledonia, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2024 để tránh những diễn biến tồi tệ hơn. Ngày 22 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ này Kang In-sung đã cam kết rằng Seoul sẽ tiếp tục tham gia và hỗ trợ nhằm giúp củng cố an ninh hạt nhân toàn cầu trước khủng bố hạt nhân và các mối đe dọa khác. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin bà Kang In-sung đưa ra cam kết này tại Hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân ICONS diễn ra tại Viên, Áo trong ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương. ICONS là hội nghị quốc tế cấp cao về an ninh hạt nhân do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tổ chức, thu hút hơn 2.000 người từ hơn 130 quốc gia và tổ chức thành viên IAEA tham dự. Hội nghị năm nay có chủ đề định hình tương lai, khai mạc ngày 20 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đồng thời thông báo Seoul sẽ đóng góp 2 triệu đô la Mỹ thông qua IAEA để giúp ứng phó với các mối đe dọa an ninh hạt nhân trong tương lai. Bà Kang In-sun cũng nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia các nỗ lực thúc đẩy cơ chế an ninh hạt nhân quốc tế, gồm hợp tác với IAEA trong việc hỗ trợ năng lượng hạt nhân cho Ukraine. Cũng trong chuyến thăm nước Áo, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi và thảo luận về vấn đề tiếp tục giám sát hoạt động xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của Nhật Bản. Bà yêu cầu IAEA đảm bảo rằng các chuyên gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục có thể tham gia cơ chế giám sát hoạt động này do cơ quan của Liên Hợp Quốc này dẫn đầu. Trong một diễn biến khác liên quan Hàn Quốc, cùng ngày, nước này và Mỹ đã tổ chức một vòng đàm phán mới về việc chia sẻ chi phí quân sự. Các cuộc đàm phán kéo dài từ ngày 21 đến 23 tháng 5 nhằm xác định chi phí Seoul cần đóng góp để đồn trú 28.500 quân nhân của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, bắt đầu từ năm 2026. Trưởng đoàn đàm phán của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-gu và người đồng cấp Mỹ Linda Speich chịu trách nhiệm dẫn dắt các cuộc đàm phán này. Cuộc đàm phán ngày 21 tháng 5 diễn ra tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, với sự tham gia của các quan chức từ Bộ Quốc phòng và Tài chính Hàn Quốc, cũng như cơ quan mua sắm vũ khí, cùng các quan chức từ Lầu Năm Góc và USFK. Cuộc đàm phán kết thúc vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Ngoài ra gần đây, Hàn Quốc được một học giả Mỹ đề xuất nên tân trang bom hạt nhân cũ của Mỹ để răn đe Triều Tiên bất chấp việc một số nhà quan sát lo ngại về việc Trung Quốc và Nga sẽ nổi giận. Nhà phân tích cấp cao của tập đoàn Rand, Bruce W. Bennett, tại Diễn đàn An ninh ở Seoul đã đưa ra báo cáo về việc có 8 đến 12 quả bom B-61 ở chế độ sát thủ được thiết kế để phá hủy các sở chỉ huy và trung tâm kiểm soát ngầm có thể được triển khai để răn đe Triều Tiên. Báo cáo cho biết những quả bom này sẽ phục vụ cho cả mục đích biểu tượng lẫn chiến dịch như một phần của kế hoạch triển khai khoảng 180 vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc trong vài năm tới. Theo ông Bennett, Hàn Quốc có thể sẽ chi trả để hiện đại hóa khoảng 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật cũ mà Mỹ đã lên kế hoạch loại bỏ. Sau đó, những vũ khí này có thể được lưu trữ ở Mỹ và vận chuyển đến Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên tấn công.